Hello, các em ơi, trong ngày Giáng sinh, các em thường trang trí những gì nhỉ? À, hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm những chiếc chuông để trang trí cho cây thông Noel của chúng mình nhé. Tên tên tên. Vậy là những chiếc chuông xinh xắn đã được hoàn thành rồi. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.